thả peo vào thì tuổi gì mà đòi ăn mì với chúng tôi đúng không nào Phá này mình không chủ quan nữa đâu anh em nhá Mình không chủ quan nữa đây là anh em này à, Như quan Ê hey, Hôm nay nhóm ở đây sẽ giới thiệu với tất cả anh em một cái nhóm Đó chính là nhóm Class of Clans Việt Nam anh em nhá Rồi link nhóm thì mình có để dưới dòng mô tả Chỉ cần kích vào là được các bạn ơi Mời tất cả các bạn cùng chơi game Class of Clans qua nhóm Tham gia vào với nhóm để giao lưu học hỏi cũng như là chia sẻ các kinh nghiệm các bạn nhá xin chào tất cả các bạn nhé Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video của nhóc MT nha Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về Đó chính là những cái thùng xương với đại nhóc MT Vâng, và đặc biệt là hôm nay nhóc MT sẽ sử dụng những cái thùng xương vui vẻ này Ở trên con hạc thô mười 13 với nhóc MT nha vậy thì hôm nay nhóc MT có lẽ rằng cũng sẽ đi chôn với anh em Và cái điều đặc biệt nhất đó chính là Hôm nay nhóc MT sẽ đưa em nó đi làm gì ạ? Đưa em nó đi về hết lại với con dòng bốt vâng không lòng vòng dài sau nữa đâu chúng ta sẽ đi luôn đó chính là thùng xương vui vẻ vs lại với dòng bốt thôi là rồi chắc chắn rồi thùng xương vui vẻ vâng vs lại với dòng bốt có cảm giác như là chỉ nghe thôi đã có cảm giác như là không thể thành công rồi đúng không nào bởi vì đây là đơn vị đi bộ bởi vì đây là đơn vị đánh bộ anh em ạ mà dòng bốt thì lại đánh bay chính bởi vậy mà mình sẽ test thử xem sao anh em nhá Để xem rằng có thành công không Mình thì mình chưa test bao giờ anh em ơi Hiện tại thì mình đang có 59 Ui 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 ui, 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 ui. Đâu, 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 đâu 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 lắm bom đấy anh ơi Rồi Ui bom nó gọi là phải gọi là Ôi hai thùng rồi mà chưa chạm được vào cái con Mỏ chim kìa hai à? thùng rồi anh em nhá Rồi cứ bom Giò bom giò bẫy phát xem nào Đâu bom bẫy đâu Ui rồi Ôi ui rồi ơi ôi. ôi. Ui rồi bom nó phải nói là gọi là nhiều gọi là nhiều tôi được đã thế mình hiến tế cả cái thợ cả cái tuổi thanh xuân đi để dò bom dò bẫy đi đâu bom bẫy cả các anh đâu các anh thả hết ra đi như vậy là các anh đã hết bom hết bẫy chưa đó bây giờ thì mình sẽ quét nhá 50 con này à, ủa vẫn còn bom vẫn còn bẫy nhá ơi à, vào ui rồi ơi tưởng thế nào hóa ra là cũng dễ dàng ra phết thôi nhỉ anh à, ạ vẫn 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 còn anh em ơi vẫn còn vẫn còn vẫn vẫn bướng vẫn bướng vẫn bướng được À, ôi thế này thì lại dễ dàng quá các bạn ơi thế này thì lại dễ dàng cho nhóc một tê quá tưởng thế nào hóa ra là cứ bình thường thôi nhỉ ôi dài ôi tưởng thế nào hóa ra là cái map dòng bốt này cũng dễ rồi anh em ơi hóa ra là cái map dòng bốt này cũng dễ rồi dễ rồi dễ rồi dễ rồi ấy à, nhưng mà còn 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 hai con này nữa này có mấy 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 đơn vị này nữa này rồi 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 dẻo rồi rụi 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 rồi rụi rồi rụi rồi Rủ, rụi 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 ăn được không ăn được không ô hay ô thế hóa ra ơ à, ơ à, bình tĩnh nào bình tĩnh nào còn không còn không còn không còn không ơi rồi ơi hình như hết rồi sao ý hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi ôi một xíu nữa thôi vâng cái phát cái phát đầu tiên ý, thì nói thật với anh em là do những người tên chủ quan à, để lại đúng một con uh, con này thôi bây giờ mình phịt con Queen vào phát là bắn phát lỗ ôi hóa ra nó lại phịt vào con uh, dòng bột ok chúng ta sẽ sang đó chính là cái trận thứ hai rồi chúng ta sẽ sang đó chính là cái trận thứ hai nhá mình cảm giác tưởng khó cơ hóa ra nó cũng đơn giản lắm anh em ạ không không uh, khó như chúng ta nghĩ đâu hiện tại thì uh, đấy là mình còn chưa thả peo thả piết các kiểu nào điểu đấy và đấy là mình còn nhử bom nhử bẫy đấy, còn nếu thật thật sự ra là anh em không cần phải nhử bom nhử bẫy làm cái gì cả. Anh em cứ chơi khô máu vào đây này, đấy, anh em chơi kiểu khô khô máu vào đây này, đấy anh em hiểu không? Rồi đấy, khô máu vào kiểu này này thì cái căn nhà này nó còn toang dễ hơn cơ. Đấy, anh em thấy không? Đó, khô khô máu vào như thế này này thì nó còn toang dễ hơn cơ. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy là lúc kia mình còn không thả peo thôi, chứ mình thả peo vào thì tuổi gì mà đòi ăn mì với chúng tôi đúng không nào? Phá này mình không chủ quan nữa đâu anh em nhá Mình không chủ quan nữa đây là anh em này à, Nhưng quan trọng là lấy con dòng bốt này như thế nào thôi Quan trọng là lấy con dòng bốt như Đấy anh em thấy không Rất đơn giản thôi Rất đơn giản thôi Ui rồi Ui tưởng map dòng bốt thế nào Hóa ra là cũng dễ như kiểu ăn bánh thôi nha yeah. Nhưng mà thật ra là dễ như ăn bánh là do Nhóc của T không có clear con dòng bốt nhưng mà nếu như nhóc VT mà clear thì chắc chắc là phải thả King Queen xuống thì mới clear được đúng không nào. Rồi bây giờ thì uh, chúng ta lại tiếp tục nha. Nhóc T sẽ cho đi tấn công cái map tiếp theo. Đó chính là cái map thành trì bao quanh này. Cái map này thì mình nghĩ là khó hơn bởi vì cái map này anh em thấy rằng là uh, có rất nhiều phòng thủ đúng không nào? Và cực kỳ khắc tinh lại với lại con uh, thùng xương vui vẻ này. Đây, à, chưa biết đánh kiểu gì anh em ơi. Chứ biết quẩy kiểu gì cả Rồi trận đầu tiên thì cứ quẩy nhẹ em xem sao anh em nhá Cứ cho phát một loạt này xem sao nào Đấy Đơm một phát như thế này xem sao nào Ôi giời ơi như thế này thì nó lại bá quá không anh em ơi Ui ôi Tràn bản đồ luôn kìa Ui 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 Tràn bản đồ luôn anh em ơi Tràn bản, bản, bản đồ luôn anh các bạn ơi Ui ui Nhìn nó cũng ve vẹ vết nhỉ Ấy dụ ấy dụ ấy dụ Muốn một mỏ chim cầu bú thì thấm thế rồi, đó chính là cái trận đầu tiên Cái trận đầu tiên thì uh, nhóc có thể test với anh em Khảo nghiệm với anh em Thì anh em cũng thấy rồi Với cái số lượng như thế này thì mình nghĩ rằng là nếu mà đẩy kinh queen các kiểu đà điểu vào Thì có thể lấy ba sao nhẹ nhàng như kiểu lên uh, thiên đàng ngay nha <laughs> Rồi, hay phết đấy Đây, đây là cái trận đầu tiên thôi Cái trận thứ hai thì nhóc có thể sẽ đi... Uh, Quyết định cái trận thứ hai nhóm của T sẽ sử dụng những peo sử dụng tất cả mọi kỹ năng của nhóm của T có để thịt luộc cái căn nhà này các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chinh phục lại đó chính là cái thành trì bao vây này các bạn nhá Trận này đánh cẩn thận hơn rồi. Peo pier các kiểu là điểu cho lịch sự nha anh em nha. Rồi peo pier mình nghĩ rằng như thế này thôi chúng ta cũng không cần phải thả king queen các kiểu là điều đâu nhỉ mình nghĩ vậy thôi chứ mà mình chưa biết như thế nào anh em ạ à. Đã thế mình tung hai peo vào đây trước à Bởi vì cái này nó đông lắm anh em ạ à. Đông như kiểu quân nguyên ý Nên là không không biết làm kiểu gì cả luôn Rồi 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 Vào 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 Hấp 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 Diêm 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 Luộc 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 luôn Peo vào đây luôn Trời ơi tưởng thế nào Hóa ra là nó cũng phình thôi như bà phường thôi Đúng không Thì có thể chính em ơi Đâu rồi đâu rồi đâu rồi Mình cần cái bóng peo nhiều hơn mình cần cái bóng peo nhiều hơn anh em ơi Ây à dạ, dạ. ây à Ây rồi, ghê phết ta Ghê 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 ghê, ghê ra phết anh em ơi Lấy được con nhà chính rồi, lấy được con nhà chính rồi Lấy được con mỏ chim tiếp theo rồi Nhưng mà liệu có thành công không? Bởi vì kia là còn một con mota anh em ạ Kia nó còn một con mota kìa ấy ô, cái đàn xương này nó vào Nhìn sướng không? Đấy Cũng may là mình kinh nghiệm rồi anh em hiểu không? Vác ngay đi cho mình Đó chính là mấy con peo xương đi chinh phục cả thế giới ở khu trung tâm ngay rồi như vậy là nhóc tê đã chinh phục được cái map thứ hai khá là khó khăn ở trong cái um, trận đấu này rồi nhưng mà còn cái trận đấu này nữa cơ anh em mà... ạ đây này các bạn này đây mới là cái map khó này các bạn này cái map này thì mình thấy rằng là nó cực kỳ nhiều quân đội thật ra nó không khó nhưng mà nó có nhiều quân đội chính bởi vậy mà chúng ta sẽ đến đó chính là cái trận thứ ba chúng ta sẽ đến map đấu trường anh em nhé rồi trận thứ ba anh em nhé Cái map này khó hơn một xíu xíu đây Nên là mình sẽ cố gắng quẩy nó thật là gọn ghẽ anh em ạ Cái đại lộ Grab này cũng khó đây Nhưng mà mình thấy rằng là uh, ok hơn Cái đấu trường này ok hơn Bởi vì nó có nhiều quân hội hơn anh em ạ Để xem quân hội nó thiêu đốt như thế nào anh em nhé Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ triển chiêu là Con mỏ chim này sẽ được ưu tiên lấy trước này à, à, Vào luôn vào luôn Con Visa là nạn nhân tiếp theo anh em nhé Con Visa con Visa rất là khó chịu các bạn ạ Ui mấy quả ấy kìa vào luôn, bịch lộ luôn lại. Rồi 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 rồi, con quý già kìa nó vẫn đang thiêu đốt các bạn ơi. Cứng quá, cứng quá con quý già kìa. Quân nội ra, quân nội ra. Có quân nội ra rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta còn 10 đơn vị này nữa thôi. Cố lên nào em ơi, lấy 3 sao nào, lấy 3 sao nào, lấy con quý già nào. Ui ơi, quay 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 quay. Quay 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 con quý già, con quý già nó đốt thấm thế. Ui con quý già nó đốt thấm dã man luôn không còn những cái bình uh, băng rồi anh em ơi đầy rồi đây rồi hay quá hay quá hay quá hay quá em ơi hay quá các tình yêu ơi trời ơi đó cực kỳ đơn giản thôi mình thấy rằng con xương này uh, đi trôn khá là vui khá là thú vị không biết là anh em nào đã chơi qua chưa anh em nào tết qua thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới anh em nhá và hôm nay thì video của mình ngắn gọn đến đây kết thúc thôi hẹn tất cả các bạn vào những video sau và nếu như anh em nào mà chưa chinh phục qua những cái map trên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đơn vị này đi chinh phục các bạn nhá mình thấy là rất chỉ là dễ dàng thôi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha